Kính chào quý thính khán giả, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình. Quý vị thân mến, trong thế giới phong thủy, tử vi và tâm linh, cửa chính của ngôi nhà được coi là miệng khí, nơi tiếp nhận và lưu chuyển năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng thịnh, sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Cửa chính không chỉ đơn thuần là nơi ra vào mà còn là nơi thu hút sinh khí, đem lại tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, việc đặt để những vật dụng không phù hợp trước cửa nhà có thể vô tình tạo ra những dòng năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của gia chủ. Những vật dụng tưởng chừng như vô hại lại có thể mang theo những điều xui xẻo, làm cho cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn, trắc trở. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 8 vật xui xẻo mà nếu đặt trước cửa nhà, có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn như bệnh tật, nợ nần, hay thậm chí là những rắc rối liên quan đến tài chính. Những vật dụng này không chỉ cản trở sự lưu thông của năng lượng tốt mà còn có thể tích tụ năng lượng xấu, làm suy yếu sinh khí của ngôi nhà. Bằng cách hiểu rõ về chúng, chúng ta có thể loại bỏ những yếu tố tiêu cực này ra khỏi không gian sống, tạo điều kiện cho sự thịnh vượng và an lành đến với gia đình. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng vật dụng và tìm hiểu tại sao chúng lại mang đến những điều không may mắn. Một gương bể hoặc gương cũ. Một trong những vật dụng nguy hiểm nhất khi đặt trước cửa nhà chính là gương bể hoặc gương đã quá cũ. Gương là vật dụng có khả năng phản chiếu năng lượng, nhưng khi gương bị bể hoặc cũ, nó không chỉ phản chiếu mà còn có thể làm méo mó, biến dạng dòng năng lượng đang lưu thông. Điều này có thể gây ra sự bất ổn trong gia đình, làm cho năng lượng xấu lan tỏa và ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Ngoài ra, gương bể còn được coi là biểu tượng của sự đổ vỡ, mất mát, mang lại những điềm xui xẻo cho gia chủ. 2. Chậu cây khô héo. Cây xanh tượng trưng cho sự sống, sự phát triển và thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu trước cửa nhà bạn lại có một chậu cây khô héo, đó chính là dấu hiệu của sự suy thoái và chết chóc. Cây khô không chỉ làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn cản trở sự lưu thông của năng lượng tốt. Nó như một lời cảnh báo về sự mất mát tài lộc và sức khỏe. Gia chủ cần loại bỏ ngay những chậu cây khô và thay thế bằng những cây tươi tốt, sinh khí để khơi thông dòng chảy của năng lượng tích cực. 4. Giày dép cũ, bẩn. Theo phong thủy, giày dép cũng có ảnh hưởng đến dòng năng lượng ra vào ngôi nhà. Giày dép cũ, bẩn, đặc biệt là những đôi đã bị mòn hoặc rách, tượng trưng cho sự nghèo khó, mất mát và thiếu thốn. Khi chúng được để trước cửa nhà, không chỉ làm mất đi sự gọn gàng, ngăn nắp mà còn mang theo những năng lượng tiêu cực vào bên trong. Hãy đảm bảo rằng giày dép luôn sạch sẽ, và nếu có thể, hãy cất chúng vào tủ hoặc giá để giày để không làm ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. 5. Vật dụng sắt, kim loại han gỉ. Kim loại là vật liệu mạnh mẽ, nhưng khi bị han gỉ, nó trở nên yếu đuối và mang theo năng lượng xấu. Các vật dụng kim loại như cổng, cửa, hoặc các vật trang trí bị han gỉ không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ mà còn mang lại điềm xui xẻo cho gia chủ. Han gỉ là dấu hiệu của sự suy thoái và lụi tàn, và khi những vật dụng này được đặt trước cửa nhà, chúng có thể tạo ra sự suy yếu trong vận may và tài lộc của gia đình. Gia chủ nên thay thế hoặc sửa chữa ngay những vật dụng này để tránh những ảnh hưởng tiêu cực. 6. Chổi quét nhà. Chổi là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng việc để chổi trước cửa nhà là điều kiêng kỵ trong phong thủy. Chổi quét là biểu tượng của sự loại bỏ, quét sạch những thứ không cần thiết. Khi đặt chổi trước cửa, điều này ngụ ý rằng bạn đang quét đi những điều tốt lành và mang theo những năng lượng xấu vào nhà. Để tránh điều này, gia chủ nên cất chổi ở một nơi kín đáo, xa tầm mắt và tránh để trước cửa nhà. 7. Thùng rác. Thùng rác là nơi chứa đựng những thứ không còn giá trị, những thứ bị bỏ đi. Đặt thùng rác trước cửa nhà chẳng khác nào bạn đang mời gọi những điều không may mắn, sự xui xẻo đến với gia đình mình. Thùng rác không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là nơi tích tụ năng lượng xấu, làm suy giảm sinh khí của ngôi nhà. Nếu có thể, hãy đặt thùng rác ở một nơi kín đáo, xa cửa chính để bảo vệ tài lộc và sức khỏe cho gia đình. 8. Đồ vật sắc nhọn hướng thẳng vào cửa. Trong phong thủy, đồ vật sắc nhọn như dao, kiếm, hoặc các vật trang trí có góc nhọn khi được đặt trước cửa nhà và hướng thẳng vào cửa sẽ tạo ra năng lượng xấu, gây ra sự bất ổn và căng thẳng cho gia đình.
Những đồ vật này không chỉ mang tính sát khí mà còn có thể cản trở dòng chảy của năng lượng tốt, làm cho gia đình gặp phải những khó khăn không đáng có. Thay vì để những vật dụng này trước cửa, gia chủ nên đặt chúng ở nơi kín đáo, tránh để chúng chiếu thẳng vào cửa chính, để bảo vệ sự bình an và tài lộc của ngôi nhà. Cửa chính là nơi thu hút và lưu chuyển năng lượng, do đó, việc giữ cho không gian trước cửa nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có những vật dụng mang năng lượng xấu là điều vô cùng quan trọng. Những vật dụng như gương bể, cây khô héo, các vật phong thủy bị hư hỏng, giày dép cũ, kim loại hang gỉ, chổi, thùng rác và đồ vật sắc nhọn đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy ngôi nhà. Bằng cách loại bỏ chúng, bạn không chỉ bảo vệ tài lộc và sức khỏe cho gia đình mà còn tạo điều kiện cho sự thịnh vượng và may mắn luôn đến với ngôi nhà của mình. Với những kiến thức phong thủy, tử vi và tâm linh mà tôi đã chia sẻ, hy vọng rằng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn để tạo nên một không gian sống hài hòa, thịnh vượng và đầy năng lượng tích cực. Hãy luôn nhớ rằng, việc chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, như việc sắp xếp và bài trí trước cửa nhà, cũng có thể mang lại những thay đổi lớn lao, giúp bạn và gia đình luôn được bảo vệ và phát triển mạnh mẽ. Quý vị thân mến, trong thế giới phong thủy và tâm linh, có những điều trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta có thể coi là bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng về mặt tâm linh và phong thủy. Đặc biệt, khi vô tình đi trên đường, chúng ta có thể gặp phải những vật phẩm mà nếu không cẩn thận, nhặt về nhà, có thể mang đến vận xui, rước họa vào thân mà không hề hay biết. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 5 vật phẩm tuyệt đối không nên nhặt về nhà nếu gặp phải trên đường. Những lời khuyên này không chỉ giúp bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những điều xui xẻo, mà còn giúp duy trì sự bình an, thịnh vượng trong cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. 1. Đồng xu bị rỉ sét hoặc cũ kỹ. Trước hết, chúng ta sẽ nói về đồng xu bị rỉ sét hoặc cũ kỹ. Đồng xu, trong phong thủy, vốn dĩ mang ý nghĩa tiền bạc, tài lộc. Tuy nhiên, nếu bạn vô tình nhìn thấy một đồng xu bị rỉ sét, cũ kỹ trên đường, hãy tuyệt đối không nhặt lên và mang về nhà. Những đồng xu này thường bị lãng quên, hoặc thậm chí cố ý bị bỏ lại bởi những người muốn thoát khỏi vận rủi. Khi nhặt một đồng xu như vậy về nhà, bạn có thể vô tình mang theo những năng lượng tiêu cực, khiến tài lộc của gia đình bị hao tổn, công việc không thuận lợi, và thậm chí còn kéo theo những rủi ro về sức khỏe. Đồng xu rỉ sét tượng trưng cho sự suy yếu, thất bại, và là dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta không nên xem nhẹ. 2. Tấm gương vỡ hoặc nứt. Gương vỡ từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự xui xẻo trong nhiều nền văn hóa. Trong phong thủy, gương được xem như một công cụ quan trọng để phản chiếu năng lượng và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều không may. Tuy nhiên, khi một tấm gương bị vỡ hoặc nứt, năng lượng tốt không những không được phản chiếu mà còn trở thành mối đe dọa, mang lại sự đổ vỡ và bất hạnh. Nếu bạn gặp một mảnh gương vỡ trên đường, hãy tránh xa và đừng bao giờ mang về nhà. Gương vỡ mang theo năng lượng tiêu cực, có thể dẫn đến mối quan hệ đổ vỡ, gia đình lục đục và sự không may mắn trong các khía cạnh cuộc sống. Những mảnh vỡ của gương cũng có thể tạo ra những rào cản vô hình, ngăn cản những điều tốt đẹp đến với bạn. 3. Đồ vật cá nhân của người khác, đặc biệt là vật trang sức. Vật trang sức như nhẫn, vòng cổ, hoặc lắc tay khi bị rơi trên đường thường thu hút sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên, đây là những vật phẩm tuyệt đối không nên nhặt về nhà. Vật trang sức không chỉ là tài sản mà còn mang theo dấu ấn năng lượng của chủ nhân cũ. Nếu vật đó rơi vào tay bạn, rất có thể bạn sẽ bị cuốn vào những vấn đề, khó khăn mà người chủ cũ đã gặp phải. Trong nhiều trường hợp, những đồ vật cá nhân như thế này có thể bị ám bởi năng lượng tiêu cực hoặc bị người khác cố tình vứt bỏ để xua đuổi vận rủi. Nhặt chúng về nhà có thể khiến bạn gặp phải những tình huống không mong muốn, từ sự suy giảm tài lộc cho đến những vấn đề sức khỏe và tinh thần. 4. Búp bê, tượng nhỏ hoặc các vật phẩm hình người. Búp bê, tượng nhỏ hoặc các vật phẩm hình người có một ý nghĩa tâm linh rất sâu sắc trong nhiều nền văn hóa. Chúng thường được sử dụng trong các nghi lễ hoặc để làm vật bảo hộ. Tuy nhiên, nếu bạn bắt gặp những vật phẩm này trên đường, đặc biệt là trong tình trạng bị hỏng hóc hoặc trông có vẻ cũ kỹ, hãy tránh xa ngay lập tức.
Những vật phẩm này có thể đã được sử dụng trong các nghi thức tà thuật hoặc phong thủy không lành mạnh, và việc nhặt chúng về nhà có thể mang theo những năng lượng xấu, gây ra rắc rối về mặt tinh thần và thể chất cho bạn và gia đình. Trong phong thủy, việc mang những vật phẩm hình người có nguồn gốc không rõ ràng về nhà có thể dẫn đến những hiện tượng kỳ lạ, những cơn ác mộng, hoặc thậm chí là sự hiện diện của những thực thể không mong muốn trong ngôi nhà của bạn. 5. Móng tay, tóc hoặc những phần cơ thể bị rụng của người khác. Móng tay, tóc hoặc những phần cơ thể bị rụng của người khác là những vật phẩm chứa đựng rất nhiều năng lượng cá nhân. Chúng thường bị bỏ lại do vô tình, nhưng đôi khi cũng có thể là kết quả của các nghi lễ tà thuật hoặc xua đuổi xui xẻo. Khi bạn bắt gặp những thứ này trên đường, hãy tuyệt đối không chạm vào và càng không nên mang về nhà. Những vật phẩm này có thể mang theo năng lượng xấu từ người chủ cũ, và nếu bạn đưa chúng vào không gian sống của mình, bạn có thể vô tình đưa cả những vấn đề xui xẻo của họ vào cuộc sống của bạn. Trong phong thủy, tóc và móng tay thường được coi là một phần năng lượng của cơ thể, và việc nhặt chúng về có thể khiến năng lượng của bạn bị lẫn lộn, dẫn đến mất cân bằng và những tác động tiêu cực khó lường. Trong cuộc sống, có những thứ tưởng chừng như vô hại nhưng thực ra lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mặt phong thủy và tâm linh. Những lời khuyên mà tôi vừa chia sẻ không chỉ dựa trên những nguyên tắc phong thủy cổ xưa mà còn là kết quả của sự quan sát và kinh nghiệm trong cuộc sống hiện đại. Hãy luôn cẩn trọng với những gì bạn đưa vào ngôi nhà của mình, bởi ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian linh thiêng, nơi bạn và gia đình cần được bảo vệ khỏi những năng lượng xấu. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều cần tránh để giữ gìn sự bình an và thịnh vượng trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong phong thủy tử vi và tâm linh nhà ở, 3 cây cảnh xanh mướt nhưng không nên trồng trước nhà để tránh rước xui xẻo. Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp tạo ra một không gian sống tươi mát, thoải mái mà còn có thể ảnh hưởng đến phong thủy, vận khí của gia đình. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trước nhà. Có những loại cây, mặc dù xanh mướt và đẹp mắt, lại có thể mang đến những điều không may mắn nếu không được trồng đúng vị trí. Hãy cùng khám phá những loại cây đó ngay bây giờ để đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn luôn đón nhận những điều tốt lành và tránh xa những điều xui xẻo. Cây dâu tằm. Cây dâu tằm từ lâu đã được biết đến như một loại cây có nhiều tác dụng trong y học cổ truyền. Lá dâu được sử dụng để làm trà, trái dâu có thể ăn được và thậm chí rễ cây cũng có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, trong phong thủy, cây dâu tằm lại mang một ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Người xưa quan niệm rằng cây dâu tằm là loại cây mang âm khí nặng. Trong tiếng Hán, tên của cây dâu tằm được phát âm giống như chữ tang trong từ tang tóc, tang thương. Trước cửa nhà là nơi đón nhận vận khí, tài lộc, vì vậy việc trồng cây dâu tằm trước nhà có thể ảnh hưởng đến sự may mắn và thịnh vượng của gia đình. Nếu bạn yêu thích cây dâu tằm và muốn trồng nó, bạn nên cân nhắc trồng ở phía sau nhà. Trồng cây dâu tằm ở sau nhà không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những nguồn năng lượng xấu mà còn giúp trấn giữ của cải, hóa giải những điều không tốt lành. Việc trồng cây dâu tằm ở sau nhà còn mang lại một lợi ích khác, nó có thể giúp chắn gió, ngăn chặn tà ma và các yếu tố tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Đồng thời, cây dâu tằm cũng có thể tạo ra một không gian xanh mát, giúp ngôi nhà của bạn trở nên dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng. Cây mít. Cây mít là một loại cây ăn quả quen thuộc với người Việt Nam. Quả mít thơm ngon, bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích. Theo quan niệm phong thủy, cây mít có ý nghĩa về sự sum vầy, ấm cúng và tình đoàn kết. Tuy nhiên, cây mít lại không phù hợp để trồng trước nhà. Lý do chính là vì cây mít là một loại cây lâu năm, có thể phát triển đến chiều cao khá lớn và tán cây tỏa rộng ra xung quanh. Khi trồng cây mít trước nhà, không gian hẹp sẽ không đủ để cây phát triển. Hơn nữa, lá mít rụng nhiều, nếu không kịp thời dọn dẹp sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và vệ sinh của ngôi nhà. Cây mít lớn, tán rộng cũng có thể cản ánh sáng vào nhà, khiến không gian trong nhà trở nên u tối, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi năng lượng giữa bên trong và bên ngoài căn nhà. Nếu bạn muốn trồng cây mít, bạn nên cân nhắc trồng cây này ở trong sân vườn hoặc phía sau nhà. Trồng cây mít trong sân vườn không chỉ tạo ra một không gian xanh mát, thoáng đãng mà còn giúp cây phát triển tốt hơn.
bạn cũng cần chú ý đến việc chăm sóc cây mít, tưới nước đều đặn và bón phân đúng cách để cây luôn xanh tốt và cho nhiều quả. Cây chuối. Các cụ xưa có câu, trước cau, sau chuối để chỉ vị trí thích hợp để trồng những loại cây này. Theo đó, cây cau có thể trồng trước nhà còn cây chuối nên trồng sau nhà. Cây chuối, mặc dù là một loại cây cảnh xanh mướt và đẹp mắt, nhưng lại không phải là loại cây phù hợp để trồng trước nhà. Cây chuối có tán lá rộng, rậm rạp. Nếu trồng cây này trước nhà, nó sẽ che chắn hết ánh nắng mặt trời, khiến căn nhà trở nên u tối. Ngoài ra, cây chuối cũng làm tăng lượng côn trùng đến trú ngụ, không tốt cho ngôi nhà. Trồng chuối sau nhà sẽ tốt hơn vì có thể giúp che chắn gió lạnh và chắn nắng từ phía sau của ngôi nhà. Ngoài ra, trong phong thủy, cây chuối trồng trước nhà có thể mang lại những điều không may mắn. Người ta cho rằng cây chuối có thể hấp thụ những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài và giữ chúng lại trong không gian sống của bạn. Điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc của gia đình. Nếu bạn muốn trồng cây chuối, hãy cân nhắc trồng nó ở phía sau nhà. Cây chuối không chỉ tạo ra một không gian xanh mát, dễ chịu mà còn giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài. Bạn cũng cần chú ý đến việc chăm sóc cây chuối, đảm bảo cây luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Lời khuyên và kết luận, 2 phút. Qua những thông tin trên, chúng ta có thể thấy rằng không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trước nhà. Việc chọn lựa cây cảnh phù hợp không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt, dễ chịu mà còn ảnh hưởng đến phong thủy, vận khí của gia đình. Nếu bạn muốn ngôi nhà của mình luôn đón nhận những điều tốt lành và tránh xa những điều xui xẻo, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn cây cảnh để trồng trước nhà. Ba loại cây dâu tằm, mít và chuối mặc dù có nhiều lợi ích và vẻ đẹp riêng, nhưng lại không phù hợp để trồng trước nhà. Nếu bạn yêu thích những loại cây này, hãy trồng chúng ở vị trí phù hợp như sau nhà hoặc trong sân vườn rộng rãi. Điều này sẽ giúp bạn tận dụng được những lợi ích của cây mà không làm ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. Và sau đây là ba loại cây trồng trước cửa nhà nào nhà đó vất lên trông thấy, đó là cây gì? Hãy cùng lắng nghe. Nếu bạn muốn chiêu tài đón lộc, hãy trồng ba loại cây này trước nhà mang tới nhiều may mắn cho gia đình bạn. Cây cao cảnh, dừa cảnh. Trong phong thủy thì đây là loại cây thường được trồng trước nhà vì gia chủ không cần phải quét dọn sân vườn nhiều. Bởi vì, cây cao cảnh hay dừa cảnh không rụng lá nhiều như các loại cây khác. Đồng thời, cây cao cảnh hay dừa cảnh có dáng người cao thẳng thấp trước mưa bão thể hiện cho sự kiên cường nên ai cũng thích loại cây này. Xét về phong thủy, cây cao cảnh, dừa cảnh thể hiện tình cảm lứa đôi luôn thắm thiết gắn bó và mang tới nhiều tiền tài may mắn cho gia chủ. Chính vì vậy, người xưa thường nói rằng trước cau sau chuối ý thể hiện rằng phía trước nhà trồng cau sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc. Cây cam, chanh, quất. Cây cam, cây quất chính là loại cây quen thuộc với người dân Việt Nam, nhất là trong ngày Tết. Những loại cây này thường được trưng trước nhà làm đẹp không gian Tết mà còn được tin là sẽ mang may mắn và sức khỏe dồi dào cho chủ nhà. Bên cạnh đó, chúng còn biểu tượng cho một năm mới, bội thu dành cho gia chủ, tài lộc chảy vào nhà như nước lũ. Những cây khác chung họ hàng với cây quất như chanh và cam cũng mang một biểu tượng chung là mang đến sự thịnh vượng và may mắn và niềm vui cho các thành viên của gia đình. Cây quất, cây cam có màu vàng thể tượng trưng cho mệnh kim, mang tới tài lộc may mắn, giàu có cho gia chủ. Cây hoa hòe. Theo phong thủy, cây hoa hòe là một loại cây may mắn và sự giàu có sẽ đến với gia chủ nếu như họ có trồng trước nhà. Và cả ông bà ta cũng đã có câu, một cây hoè trước nhà không chiêu của báo cũng chiêu tiền bạc. Ngoài công dụng về phong thủy nói trên, cây hoè cũng được dùng làm thực phẩm, làm trà hay là cả làm thuốc. Cụ thể, hạt hoè còn được sử dụng để giúp bổ não, kéo dài tuổi thọ, sáng mắt, ít khí. Với những công dụng trên thì quả không sai khi gọi đây là một loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Quý vị có biết, sao hồng loan chiếu mệnh, 3 tuổi tình duyên đỏ chót, ví tiền dày cộm. 3 tuổi tiền vào như nước trong tháng 7 cô hồn, 1 tuổi đại cát đại lợi, ung dung có của. Tháng 7 cô hồn thường được biết đến là tháng của những điều không may mắn, nhưng không phải ai cũng phải đối mặt với khó khăn. Thực tế, có những con giáp lại gặp được rất nhiều may mắn trong khoảng thời gian này. Trong tháng 7 âm lịch, có 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn,
giàu có phú quý hơn người. Đó chính là tuổi Sửu, tuổi Mão và tuổi Mùi. Những con giáp này không chỉ có sự nghiệp thăng tiến mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sự may mắn của từng con giáp trong tháng 7 cô hồn này. Tuổi Sửu. Đối với những người tuổi Sửu, tháng 7 âm lịch này chính là thời điểm họ gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Vận trình của tuổi Sửu khởi sắc rõ rệt, mang lại sự thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Tháng này, người tuổi Sửu không chỉ gặp được quý nhân phù trợ mà còn có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ, mở ra những con đường mới đầy triển vọng. Sự nghiệp của tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch không chỉ đơn giản là tiến triển mà còn bùng nổ. Họ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, gặp gỡ những đối tác tiềm năng và nhận được sự ủng hộ từ những người có ảnh hưởng. Những dự án đang theo đuổi có thể sẽ thành công rực rỡ, mang lại lợi nhuận lớn và giúp họ khẳng định vị thế của mình. Không chỉ sự nghiệp, mà tài lộc của tuổi Sửu cũng ngày càng rộng mở. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Sự may mắn này không chỉ giúp tuổi Sửu ổn định tài chính mà còn có thể tích lũy được một khoản lớn cho tương lai. Cuộc sống của họ trong tháng này trở nên sung túc hơn bao giờ hết, khiến nhiều người phải ghen tị. Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân. Nhờ có sự giúp đỡ này, mọi khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Quý nhân không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp tuổi Sửu vượt qua những trở ngại, đạt được những thành công lớn hơn. Cuộc sống của họ trong tháng 7 âm lịch vì thế trở nên bình yên và hạnh phúc. Tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn được biết đến với bản tính hiền lành, lương thiện và luôn cẩn thận trong mọi việc. Chính những đặc điểm này đã giúp họ xây dựng được một nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong tháng 7 âm lịch, vận mệnh của tuổi Mão có những biến đổi tích cực đáng kể, đưa họ lên một tầm cao mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Tháng này, công việc của tuổi Mão suôn sẻ hơn bao giờ hết. Những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay bắt đầu có những bước tiến rõ rệt. Họ không chỉ đạt được những thành tựu mới mà còn mở rộng được mạng lưới quan hệ, gặp gỡ những người có cùng chí hướng và cùng nhau phát triển. Những cơ hội bất ngờ đến với họ, giúp họ thu được lợi nhuận lớn và cải thiện tình hình tài chính. Không chỉ có sự nghiệp, mà cuộc sống gia đình của tuổi Mão cũng trở nên hòa hợp và hạnh phúc hơn. Họ không chỉ kiếm được tiền mà còn biết cách quản lý và tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai vững chắc. Những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng trở nên ý nghĩa hơn, khiến họ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Bên cạnh đó, tuổi Mão còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè và người thân. Những người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, giúp tuổi Mão vượt qua những thử thách và khó khăn. Tình cảm gia đình và bạn bè vì thế cũng trở nên gắn bó và khăng khít hơn. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi nổi tiếng với tính cách lương thiện, tầm nhìn xa trông rộng và khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc. Họ luôn tìm ra giải pháp cho mọi khó khăn và không bao giờ ngại đối mặt với thử thách. Tháng 7 âm lịch này, tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện những phẩm chất đáng quý này và thu về những thành công đáng ngưỡng mộ. Tháng này, công việc của tuổi Mùi diễn ra rất thuận lợi. Họ có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập và mở rộng sự nghiệp. Những dự án mới bắt đầu khởi động, mang lại những kết quả tích cực và giúp họ khẳng định vị thế của mình trong công việc. May mắn cũng luôn đồng hành với tuổi Mùi, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công rực rỡ. Tài lộc của tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch cũng rất dồi dào. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại nguồn thu nhập lớn và ổn định. Họ không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn biết cách quản lý và tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai vững chắc. Cuộc sống của họ vì thế cũng trở nên sung túc và đầy đủ hơn. Ngoài ra, tuổi Mùi còn là những người không bao giờ hài lòng với những gì mình đã đạt được. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và chinh phục những đỉnh cao mới. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ này giúp họ không chỉ duy trì mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến họ ngày càng giàu có và thành công hơn. Tháng 7 cô hồn không phải là thời gian u ám và đầy rẫy những điều không may mắn như nhiều người vẫn nghĩ. Đối với những con giáp như tuổi Sửu, tuổi Mão và tuổi Mùi, đây lại là thời điểm họ gặt hái được nhiều thành công và may mắn. Sự nghiệp,
Tài lộc và cuộc sống của họ đều có những biến đổi tích cực, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Ba vị trí nốt ruồi trên mặt, phát tài phát lộc, sau 30, tiền vào như nước, hai nốt ruồi vượng vận đào hoa. Người có nốt ruồi ở giái tai không chỉ mang số mệnh phú quý mà còn có hậu vận cực kỳ tốt đẹp, hưởng hết phúc lộc của trời đất. Một, nốt ruồi ở giái tai. Người sở hữu nốt ruồi ở giái tai không chỉ mang số mệnh phú quý mà còn có hậu vận cực kỳ tốt đẹp, hưởng trọn phúc lộc của trời đất. Theo quan niệm xưa, nếu nốt ruồi ở giái tai có hình dọc lệ hay viên trân châu, đặc biệt là giái tai trái có nốt ruồi màu hồng nhuận, thì rất quý. Nếu giái tai trái có nốt ruồi màu đen, thì phúc lộc sẽ trường tồn. Còn giái tai phải có nốt ruồi màu đỏ thì chủ nhân sẽ giàu có không ai bằng. Nói chung, nốt ruồi ở giái tai biểu trưng cho tài lộc dồi dào và số mệnh trường thọ. Trên vành tai có nốt ruồi thì chủ nhân không chỉ thông minh mà còn hiếu thuận. Nốt ruồi sau tai tượng trưng cho kho tiền được giấu kín. Giái tai to và tròn đầy được coi là phúc tướng. Nếu có thêm nốt ruồi, chủ nhân là người thiện lương, phúc khí, luôn được may mắn bên mình, tài lộc hưng vượng, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống vinh hoa phú quý. 2. Nốt ruồi ở huyệt thái dương. Nếu có nốt ruồi xấu ở huyệt thái dương, chủ nhân khi xuất hành xa như đi du lịch hay buôn bán dễ gặp chuyện bất trắc. Nhưng nếu nốt ruồi tốt xuất hiện ở đây, đó là dấu hiệu tốt lành, cho thấy những chuyến đi xa thường đem lại lợi ích. Nốt ruồi tốt thường to đẹp, màu đen bóng hoặc đỏ au, có thể có màu trắng như ngọc, hơi lồi lên, vùng da xung quanh tươi sáng, bóng đẹp. Nốt ruồi ở huyệt thái dương tượng trưng cho vận dịch mã ở nữ mệnh, cho thấy người nữ này hay phải đi du lịch hoặc công tác xa, lập nghiệp xa quê nhưng vận trình cực kỳ tốt, gặp nhiều may mắn. 3. Nốt ruồi trên môi. Người có nốt ruồi trên môi thường sở hữu nốt ruồi đào hoa, dù nam hay nữ đều được nhiều người theo đuổi. Dù có thể ảnh hưởng một chút đến tính thẩm mỹ, nhưng lại thu hút rất nhiều người. Nốt ruồi trên môi còn được gọi là nốt ruồi duyên, đem lại cái nhìn độc đáo cho chủ nhân. Người sở hữu nốt ruồi này thường có tài ăn nói, đặc biệt là đàn ông, miệng lưỡi ngon ngọt, dễ lấy được cảm tình của người khác phái. Chính vì sự duyên dáng khi nói chuyện, họ thu hút người đối diện, khiến bao người si mê. Nhân tướng học cho rằng người có nốt ruồi trên môi thường là người đào hoa, có phần lăng nhăng, vì họ không biết cách kiểm soát cảm xúc, sống theo cảm xúc. Chỉ cần thấy người khác phái theo đuổi là họ dễ ngã lòng, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu. 4. Nốt ruồi gần mắt. Đây là những người có tính cách hướng ngoại, lạc quan, vui vẻ, nhưng hay thay đổi, thích những điều mới mẻ. Trong tình yêu, họ dễ có mới nới cũ, thiếu kiên nhẫn, khó theo đuổi tình cảm đến cùng. Đặc biệt, nếu nốt ruồi này xuất hiện ở nữ giới thì chủ nhân thích những chỗ náo nhiệt, hay tùy tiện làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Họ thường vì vận đào hoa quá vượng mà lo lắng, phiền não. Dù đang trong một mối quan hệ, họ vẫn dễ rung động trước người khác, gây ra nhiều chuyện thị phi. 5. Nốt ruồi trên lông mày. Nốt ruồi trên lông mày là điều hiếm thấy, được coi là nốt ruồi phú quý. Nếu có màu sắc đẹp và bóng bẩy, đó là nốt ruồi tốt, báo hiệu chủ nhân có tài lãnh đạo, số mệnh phú quý. Nốt ruồi trên lông mày còn được gọi là mi trung tàn châu, tức viên ngọc giấu trong lông mày. Tốt nhất là nốt ruồi này không quá lớn, hình dáng vừa phải, không lộ hẳn ra ngoài lông mày, màu sắc hồng nhuận là đẹp nhất. Nếu nốt ruồi quá lớn, không có hình dáng đẹp, khiến lông mày mọc tán loạn, đó là nốt ruồi xấu. Chủ nhân của nốt ruồi xấu này thường sống vất vả, công sức bỏ ra nhiều mà thành quả lại chẳng được bao nhiêu. Trong thế giới tâm linh và phong thủy, mỗi góc nhà, mỗi chi tiết bài trí đều mang trong mình một sức mạnh vô hình, tác động đến cuộc sống và vận mệnh của chúng ta. Việc không chú ý đến những lỗi phong thủy trong không gian sống có thể dẫn đến vận xui và nghèo khổ không mong muốn. Hãy cùng tìm hiểu về 4 lỗi phong thủy phổ biến nhất mà nhiều người vẫn mắc phải. 1. Xây nhà ở nơi có năng lượng tiêu cực. Việc chọn địa điểm xây dựng tổ ấm không chỉ là việc chọn một mảnh đất mà còn là việc chọn một nguồn năng lượng. Nếu nhà ở được xây dựng ở nơi có năng lượng tiêu cực, chẳng hạn như gần bệnh viện, nhà tù, nghĩa trang, hoặc nơi có môi trường ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài lộc của gia đình. Ví dụ, nếu nhà của bạn đối diện với một nghĩa trang, năng lượng u ám từ đó có thể lan tỏa vào không gian sống, gây ra sự chán chường và ám ảnh không mong muốn. 2. Sắp xếp đồ đạc bừa bộn và lộn xộn.
Sắp xếp đồ đạc một cách lộn xộn và bừa bộn không chỉ tạo ra một không gian sống không gọn gàng mà còn ảnh hưởng đến năng lượng trong nhà. Trong phong thủy, năng lượng tích cực không thể lưu thông một cách tự nhiên nếu không gian bị quá tải và lộn xộn. Do đó, việc sắp xếp đồ đạc cần được thực hiện một cách cẩn thận và hợp lý để tạo ra một không gian sống hài hòa và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực lưu thông. Ví dụ, một phòng khách đầy đựng những vật dụng không cần thiết không chỉ làm cho không gian trở nên chật chội mà còn làm giảm đi năng lượng tích cực trong nhà. 3. Góc toilet và nhà vệ sinh gần bếp. Trong phong thủy, việc có nhà vệ sinh hoặc góc toilet gần khu vực bếp được coi là không tốt vì nó có thể gây ra sự xung đột giữa năng lượng của hai khu vực. Điều này có thể gây ra rắc rối và xung đột trong mối quan hệ gia đình và gây ra vấn đề về sức khỏe và tài chính. 4. Sử dụng gương ở vị trí không may mắn. Trong phong thủy, vị trí của gương cũng rất quan trọng vì nó có thể phản chiếu lại năng lượng tích cực hoặc tiêu cực. Sử dụng gương ở những vị trí không may mắn như trước cửa nhà hoặc trước giường ngủ có thể tạo ra sự phản ánh năng lượng tiêu cực và gây ra cảm giác không thoải mái trong không gian sống. Kết luận: những lỗi phong thủy trong không gian sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia đình. Bằng cách chú ý và khắc phục những lỗi như cửa sổ nhỏ hoặc bị chặn, góc nhà bị tối và không sử dụng, bố trí giường ngủ dưới cột hoặc trần nhà, và đặt trạm trộn điện, máy bơm hoặc thiết bị công nghệ trong phòng ngủ, chúng ta có thể tạo ra một không gian sống hài hòa và tích cực, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Hãy dành thời gian để điều chỉnh và cải thiện không gian sống của bạn để đảm bảo rằng nó mang lại sự hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi người. Giàu có cỡ nào cũng tuyệt đối không làm 11 nghề thất đức này. Nghiệp cuộc ba đời không chừa một ai, xin mến chào quý thính giả của Cảm Ngộ Nhân Sinh. Quý vị thân mến, Đức Phật đã dạy rằng cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt. Vì con người lúc nào cũng đấu tranh giành vật, ganh ghét để rồi hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu để giành những điều tốt đẹp nhất về phía mình. Có người đau khổ bởi sinh lão bệnh tử, cũng có người đau khổ từ trong tâm bởi những phiền muộn tham sân đâu. Vì thế, bất cứ ai trong đời này cũng đều mang một nỗi khổ riêng. Nếu như muốn hết khổ, thì chúng ta phải cùng hành thiện, tích đức, đem đến những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Ngược lại, những người làm những việc độc ác, lừa mình dối người, sẽ bị quả báo nặng nề. Và sau đây là 11 nghề thất đức không có hậu. Nghề buôn bán thuốc giả, quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng sẽ xót thương khi thấy những người bạn, người thân yêu của mình, thậm chí là cả những người xa lạ, bị bệnh tật dày dò. Họ đã phải chịu nhiều đau khổ, họ đã phải chịu những cơn đau đớn về thể xác và tinh thần do bệnh tật hành hạ. Thêm vào đó là những khó khăn về kinh tế, cũng làm cho họ đứng ngồi không yên. Tất cả tài sản đều dành cho việc giành vật lại sức khỏe và sinh mệnh. Chúng ta bỏ tiền ra để mua thuốc là chúng ta đang đặt cược cả tính mạng của mình vào đó. Chính vì vậy, bán thuốc giả cho họ là một tội ác không thể tha thứ. Đó là một việc làm thất đức bậc nhất trong cuộc đời này. Bán thuốc giả chữa bệnh không chỉ là cướp đi sức khỏe, tính mạng của người khác, mà còn đánh cắp hy vọng sống của họ. Lợi ích sống sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác là kẻ bất nhân vô đạo. Kẻ buôn bán thuốc giả chữa bệnh phải lãnh chịu quả báo nặng nề. Không chỉ bị pháp luật trừng phạt, những kẻ buôn bán thuốc giả có thể bị tù đày và thậm chí là tử hình. Khi chết đi, họ sẽ bị đọa đày xuống địa ngục, phải chịu đựng những sự trừng phạt vô cùng đau đớn. Tham quan một vị quan chính trực là tạo phúc cho dân, người làm quốc thanh liêm biết vì khách mà hàng sinh, sẽ đem đến cho người dân những điều tốt đẹp. Ngược lại, những kẻ tham lam dơ vét của chung, làm của riêng, ăn tiền đốt lót để làm những cái điều sằng bậy, sẽ khiến nhiều người phải lao đao. Thì quan tham nhũng sẽ trở thành tội của kẻ có tiền. Việc làm của họ không còn vì dân mà vì lợi ích của những kẻ đốt lót, nịnh bợ đồng tiền, khiến họ mờ mắt, nên sẵn sàng làm những việc hủy hoại đạo đức, hủy hoại đời sống của người dân. Chính vì vậy, những kẻ làm quan mà tham nhũng sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Nghề cho dây nặng lãi, người cho dây nặng lãi thường lấy mất lãi cắt cổ, khiến người đi dây bị hốt máu, không thể nào trả nổi. Vì mỗi ngày đều lãi mẹ đẻ, lãi con. Một số người vì không có tiền trả nên bị cướp tài sản, bị đe dọa hoặc quá túng quẫn đã tự nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Cuối cùng, người đi cho dây nặng lại sẽ phải nhận quả báo, bị pháp luật trừng trị, kiếp sau bị hành hạ hoặc lại trở thành con nợ cho người khác.
buôn bán thực phẩm bẩn tẩm hóa chất. Ngày nay, nhiều người chạy theo lợi nhuận, nên buôn bán nhiều loại thực phẩm được ngâm tẩm hóa chất, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Những loại thực phẩm này phá hủy sức khỏe của con người, khiến người mua bị hao mòn sức khỏe mà không hề hay biết. Buôn bán thực phẩm bẩn tẩm hóa chất không khác hành vi đầu độc, giết người. Thậm chí, tội nghiệp hơn việc giết người, bởi vì buôn bán thực phẩm bẩn ngâm tẩm hóa chất gây ra rất nhiều nguy cơ sức khỏe. Những chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể có thể gây ra nhiều loại bệnh ung thư và các bệnh nan y khác. Chỉ vì lợi nhuận cá nhân mà hủy hoại sức khỏe của người khác, đó là tội nghiệp nặng nề. Nó sẽ khiến những kẻ này phải chịu trầm luân mạt kiếp. Thứ năm, trông trẻ mà bạo hành trẻ con là mầm non của đất nước. Chúng chưa có khả năng tự vệ, những đứa trẻ vô tội không có khả năng chống lại những hành động xấu của người lớn. Vì vậy, trẻ em luôn cần được che chở, bảo vệ và dạy bảo một cách chu đáo. Do đó, những người làm nghề trông trẻ mà lại đánh đập, đe dọa trẻ cũng là một việc làm thất đức và đáng lên án. Không chỉ vi phạm pháp luật, những người này còn phải chịu sự trừng phạt của luật nhân quả. Họ phải chịu nghiệp báo nặng nề, họ có thể bị tuyệt tự hoặc con cái hư hỏng, phá gia chi tử. Thứ sáu, nghề đồ tể, buôn bán thịt động vật sống và thịt chín. Trong cuộc sống, mỗi người đều có công việc và nghề nghiệp riêng. Không có công việc nào là thấp hèn, vì mỗi công việc đều đóng góp vào xây dựng và phát triển xã hội. Tuy nhiên, những nghề như đồ tể, đao phủ tạo ra những hành động ác nghiệp, không mang lại lợi ích cho bản thân trong cuộc sống này và cả cho đời sau. Câu chuyện về một người giết bò, ông này làm nghề đồ tể đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò để bán, ông đều giữ lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình. Một hôm, như thường lệ, ông bán hết thịt và chỉ chừa lại một miếng. Ông đưa cho vợ nấu cơm, rồi đi ra ao tắm. Đúng lúc đó, một người bạn chạy qua nhà ông, mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ nói rằng thịt đã bán hết, chỉ còn một miếng chồng tôi để ăn bữa nay nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như vậy, người bạn nghĩ mình biết ông ấy sẽ không ăn. Nếu không có thịt, giờ đã hết thịt bán, chỉ còn lại một miếng dành để ăn. Thì chắc vì ông ấy chịu bán cho mình, và người này tự để lại tiền rồi lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy, nhưng không làm sao ngăn cản được ông chồng. Tắm xong lên nhìn mâm cơm chỉ có rau cải, mà không có thịt bò. Ông hỏi tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói, không có thịt, thì dứt khoát, tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt dứt mâm cơm đi, vì phải có thịt ông mới ăn được. Rồi ông tức giận, cầm dao đi ra ngoài, tới chỗ con bò đang bị cột gần đó. Thò tay vào miệng, lôi lưỡi nó ra, cắt đứt. Rồi đem vào nhà, bỏ mặc con bò rống lên, trong đau đớn. Sau đó, ông mang nướng trên lò than để ăn với cơm. Ngay khi ông vừa cắn một miếng lưỡi bò, thẳng may cắn đứt lưỡi của mình. Máu tuôn từ miệng ông, bò quanh sân nhà rống lên đau đớn, như con bò bị cắt lưỡi. Ngay lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà mình vừa gây ra. Một lát sau, ông ta chết và bị đọa vào địa ngục. Quý vị thân mến, người đời ai cũng muốn giàu có, nhưng muốn làm nghề đồ tể thì thường nghèo mạt. Người đời ai cũng muốn khi chết được an lành, tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bất đắc kỳ. Thứ bảy là ngày của nghề sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện. Quý vị thân mến, rượu bia và các thứ gây nghiện sở dĩ bị nghiêm cấm, vì nó là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ trên thế gian. Nhiều người gây ra bao nhiêu tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch thập ác, đều là do sau khi sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành. Chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước cũng bị mất hẳn, để rồi trọn ngày, thân tâm điên đảo không biết làm việc gì hơn. Khi uống rượu say, thì không thể tự khống chế mình trong việc sinh hoạt hàng ngày. Họ thích gây gổ với người khác, sinh các thứ bệnh cho bản thân, tâm tính cuồng loạn không biết hổ thẹn, không biết liêm sỉ, đến nỗi nhiều khi, thoát hết cả y phục trên thân, đi đứng siêu dẹo, nằm đất dưỡng đầu đường, xó chợ, bị người chê bai, không đếm xỉa đến tiếng xấu lan tràn khắp mọi nơi, khiến người thân phải chịu khổ. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện,
có người đã phải đi cướp của, hại người hoặc tự hủy hoại thân thể mình đến chết. Còn đối với những người sản xuất rượu bia, các chất kích thích gây nghiện, trong luật nhân quả, nó cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến các hành vi gây hại cho con người, tổn hại phước báo, phải chịu hậu quả nặng nề. Thứ 8, trộm cắp và cướp vật tài sản là hành vi phi nghĩa. Những kẻ trộm cắp, cướp vật chỉ biết hưởng thụ trên xương máu và sức lao động của người khác, chúng là những kẻ lười biếng chỉ thích hưởng thụ mà không chịu lao động. Những kẻ này sẽ bị trừng phạt nặng nề khi sống, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài việc phải chịu tù tội, kẻ trộm cắp, cướp vật còn phải chịu sự khinh bỉ và coi thường từ những người xung quanh. Hành vi này xuất phát từ lòng tham trong tam độc, tham sân si khiến cho tam nghiệp, tâm khẩu càng trở nên tăm tối và phải chịu trầm luân, thống khổ. Thứ 9 là săn bắn. Quý vị thân mến, hại động vật bằng cách săn bắn cũng là một loại tội ác không thể dung thứ. Nó không chỉ hủy hoại cuộc sống của một sinh vật nhỏ, mà còn có thể khiến những đứa con của chúng bị mất tính mạng. Chuyện xưa kể rằng, có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá. Một ngày nọ, ông ra ngoài săn được một con rái cá. Sau khi lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ. Buổi tối, ông quay về chỗ cũ nhưng lại không thấy con rái cá. Ông quan sát thật kỹ và phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi ông đến gần hang, ông ngạc nhiên khi thấy con rái cá chịu nỗi đau, hành xác mất da chạy về hang của mình. Ông tự hỏi không hiểu tại sao con rái cá lại làm như vậy. Ông lôi con rái cá đã tắt thở ra mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngậm chặt vú của mẹ, vốn đã chết lâu rồi. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bất ngờ và chợt nhận ra từ trước đến giờ chưa hề nghĩ đến việc động vật cũng có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người khó có thể làm tốt được, trước lúc chết vẫn nghĩ đến cho con thơ bú sữa vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về hành động của mình. Vì vậy, ông đem hai con rái cá con về nuôi. Khi chúng lớn khôn, ông thả chúng về thiên nhiên. Ngay cả loài vật còn có tình mẫu tử và yêu thương nhau đến vậy, thì tại sao con người phải tạo ra nhiều ác nghiệp đến như vậy? Ông quyết tâm xuất gia để chuộc lỗi lầm của mình. Thứ 10 là buôn bán gian dối. Quý vị thân mến, buôn bán và kinh doanh là ngành nghề không thể thiếu trong cuộc sống. Nó là nguồn kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp thúc đẩy cả hai. Tuy nhiên, nếu buôn bán gian lận, sử dụng thuốc độc để kinh doanh có lời, thì lại là một tội ác. Chuyện xưa kể rằng có một người làm nghề buôn bán gian tham chế ra một cách côn cố rỗng, khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cái côn về đằng móc. Còn khi cân hàng mua của ai thì dốc côn cân về đằng quản. Như vậy, một cái cân vừa nặng vừa nhẹ, bất kỳ phần lợi nào cũng về mình. Không lâu sau, nhà ấy sinh được hai đứa con mặt mũi khôi ngô, học hành thông minh. Thiên hạ ai nấy đều khen nhà này có đại hồng phúc. Hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau. Nhà ta bây giờ đã giàu có, nhiều lại có hai đứa con khôn ngoan, học hành giỏi. Vợ chồng quyết định phá bỏ cái cân kia đi, để dành dục lại cho con sau này. Bàn xong, hai vợ chồng thuận hòa làm lễ sám hối trên, cúng vật dưới táo cùng tổ tiên. Rồi đem cái cân ra chẻ đôi. Khi đó, họ bỗng thấy trong cái cân đó có đọng một cục máu đỏ. Từ đó, hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh đều dữ mà làm điều lành. Nhưng cách đó hai tháng, bỗng một hôm, một đứa con lăn ra chết. Không bao lâu sau, đứa con kia cũng gào lăn khóc lóc và chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào, khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có cái bụng cải ác vì thiện mà trời Phật cũng không chứng quả. Rồi hai vợ chồng dĩ khổ sở, cứ ngồi than giảng, không buồn động đến việc gì nữa. Một đêm, hai vợ chồng cũng nằm mơ thấy một vị thần hiện lên, bảo rằng vợ chồng hãy nên lo toan làm ăn tu lại. Trước trời thấy người buôn bán lọc lừa nên đã sai hai con quỷ xuống đầu thai, phá tan cho hết những cái của phi nghĩa mà nhà ngươi chất bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà vợ chồng nhà ngươi sớm biết hối hận, cải tà quy chánh tránh, giữ lành mình, trời mới say, bắt hai con quỷ ấy về, đừng thương tiếc chúng nó, làm chi nữa. Vợ chồng cứ ăn ngay ở lành, rồi trời lại đền cho hai đứa con khác. Để ngày sau mà nhờ hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại chăm chỉ làm ăn như cũ và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, rằng cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện, phúc đức thì càng tốt.
quả như vợ chồng đó lại sinh được hai đứa con trai khác, hai đứa con hiền lành, tử tế, văn hóa. Nhà có năm thứ này vô cùng phúc lộc, giàu có hơn người. Chỉ cần một cũng xin chúc mừng gia chủ, càng ở lâu càng phát tài. Ba đời giàu có, xin mến chào quý thính giả của Cảm Ngộ Nhân Sinh, quý vị thân mến. Trong khi xã hội ngày một phát triển, niềm tin của con người vào phong thủy cũng như việc thờ cúng tổ tiên ngày càng được củng cố mạnh mẽ, ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người dân Việt, đặc biệt là đối với quan điểm an cư lập nghiệp. Nhiều người mong muốn có thể tìm được những mảnh đất cốt để đời sau càng thêm hưng dượng, lộc khí tăng cao. Vậy làm thế nào để nhận biết được ngôi nhà mình định mua hay đang ở có phong thủy tốt hay không? Xin mời quý vị hãy cùng Cảm Ngộ Nhân Sinh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. 1. Nhà có nguồn nước chảy qua sẽ có phong thủy tốt. Người ta cho rằng nhà có cảnh quan đẹp đẽ thì càng ngày càng giàu có. Ví như quanh nhà có núi, có sông là nhà tốt. Núi có nghĩa là người chống lưng, nước có nghĩa là của cải. Nếu có nước chảy trước mặt nhà, trước cửa ra vào, tương đương với sự giàu có. Đối với những gia chủ không có nguồn nước trước nhà, nếu muốn hút tài lộc vào nhà, chúng ta hãy trang trí góc tiền bằng các hồ nước nhỏ, hồ thủy sinh, hòn non bộ. Bởi nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy, mang lại tiền bạc, tài lộc vào nhà, khiến gia chủ lên như diều gặp gió, tiền tiêu ba đời không hết. Thêm vào đó, nếu trong nhà có nước, nó đại diện cho sự uyển chuyển, khả năng thích nghi và làm dịu đi những căng thẳng, tà khí trong nhà bạn, khiến cho gia đình và công việc thuận lợi. Nhất là nếu bạn có điều kiện, bạn có thể trang trí một đài phun nước cỡ nhỏ, với ý nghĩa sự giàu có luôn dồi vào, khiến cho tiền bạc chảy vào nhà, gia chủ tiêu mãi không hết. 2. Nhà có đồng tiền xu đặt ở long mạch sẽ có phong thủy tốt. Kính thưa quý vị, theo quan niệm dân gian từ xa xưa truyền lại, khi bạn đặt tiền xu được đúc hình tròn, tượng trưng cho trời giữa, là lỗ, hình vuông, tượng trưng cho đất, đây là biểu tượng của sự hài hòa giữa trời và đất, khiến cho gia chủ luôn hưng thịnh, sở hữu nhiều tài lộc. Nếu nhà bạn là chung cư, bạn cũng có thể đặt một dây đồng xu trong nhà, sẽ giúp tăng cường sự thịnh vượng của gia chủ. Bởi vậy, bạn hãy treo những đồng tiền chéo nhau và kết nối chúng bằng một sợi dây màu đỏ, rồi sau đó treo lên các cửa ra vào, sẽ giúp đạt được năng lượng tiền bạc chảy vào nhà. Hoặc nếu nhà bạn là nhà mặt đất, hãy chôn vào góc nhà một số đồng xu để kích hoạt may mắn cho ngôi nhà của bạn nhé. 3. Nhà có minh đường đẹp đẽ và rộng rãi sẽ có phong thủy tốt. Như chúng ta đã biết, khoảng không gian trước nhà, tính từ cửa chính ra đến cổng, được gọi là minh đường. Phong thủy có câu minh đường dung mã quyền, ý nói rằng minh đường có rộng rãi, khoáng đạt, thì tà vẫn mới phát đạt, hanh thông. Minh đường là vị trí trước cửa chính, mà cửa chính lại là nơi đón khí, nạp khí, còn được gọi là miệng của khí. Đây là nguồn năng lượng không thể thiếu đối với ngôi nhà, để duy trì các hoạt động sống của gia đình. Vậy nên, minh đường rộng rãi sẽ giúp luồng khí đi từ ngoài vào trong nhà được dễ dàng hơn, duy trì ổn định hơn, mang lại nguồn sinh khí dồi dào, mang lại sự thoải mái cho những người sống trong ngôi nhà. Những ngôi nhà như vậy thật sự có chôn giấu kho báu, đừng bao giờ bỏ qua hoặc bán đi bạn nhé. 4. Nhà có thế đất nở hậu sẽ có phong thủy tốt. Nhà nở hậu từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn vàng để các gia đình tìm kiếm nơi an cư, lạc nghiệp. Theo quan niệm xưa, những ngôi nhà nở hậu sẽ tích tụ và mang đến nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Những người sở hữu mảnh đất hay ngôi nhà nở hậu đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tài lộc và may mắn đến với cuộc sống. Nhà nở hậu đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tài lộc và may mắn đến với cuộc sống. Nhà nở hậu luôn trong tình trạng khan hiếm, dù giá thành không hề rẻ. Trái với nhà nở hậu là nhà thấp hậu, với diện tích tiếp xúc mặt tiền đường lớn và nhỏ dần về phía bên trong. Nhà thấp hậu sẽ khiến tài lộc vào nhà khó khăn, nhưng đi ra lại rất dễ dàng. 5. Hướng nhà không nên quá hút gió. Hướng nhà sẽ ảnh hưởng đến hướng gió, độ mạnh của gió trong phong thủy rất coi trọng việc đấu gió thu khí. Nơi có gió mạnh chắc chắn sẽ không phải là nơi thịnh vượng. Nếu thấy luồng gió gần nhà rất mạnh và rất nhanh, thì không nên mua, vì nếu ngôi nhà có đường khí, cũng sẽ bị gió thổi bay đi. Gió quá lớn không tốt, nhưng nếu gió quá chậm và nhẹ, thì không khí không được lưu thông, ảnh hưởng tới tài lộc và sức khỏe của người sống trong nhà. Môi trường sống lý tưởng nhất là gió thổi nhẹ, đủ mát. Khu vực trước nhà đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy nhà ở, việc bài trí,
sắp xếp và dọn dẹp cả trong lẫn ngoài cửa nhà sao cho hợp lý và gọn gàng sẽ giúp mang đến nhiều tài lộc, may mắn. Vì vậy, thấy trước nhà có ba thứ này càng to, thì gia chủ cần khắc phục ngay kẻo trôi mất tài lộc. Thông qua những nguyên tắc phong thủy trên, gia chủ có thể tạo ra môi trường sống lý tưởng, thu hút tài lộc và may mắn đến với ngôi nhà của mình. 6 cặp con giáp lấy nhau xung khắc phong thủy, nghèo mãi không phất lên được. Chào mừng các bạn đến với kênh. Theo phong thủy, sự xung khắc giữa các con giáp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình, dẫn đến những khó khăn về tài chính và hạnh phúc. 1. Cặp tuổi Tý và tuổi Ngọ. Người tuổi Tý và người tuổi Ngọ có tính cách và năng lượng rất khác nhau. Tuổi Tý thường cẩn thận, tiết kiệm, trong khi tuổi Ngọ lại thích sự tự do và tiêu xài thoải mái. Sự khác biệt này dễ dẫn đến xung đột trong quan điểm tài chính và lối sống. Phong thủy, khi sống chung, sự không đồng nhất này sẽ làm cho cả hai cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Họ dễ gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính và duy trì một cuộc sống ổn định. 2. Cặp tuổi Sửu và tuổi Mùi. Người tuổi Sửu kiên trì, nhẫn nại và rất thực tế, trong khi người tuổi Mùi lại nhạy cảm, tinh tế và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Sự khác biệt này dễ dẫn đến mâu thuẫn trong cách nhìn nhận cuộc sống và xử lý công việc. Phong thủy, sự xung khắc này có thể làm cho năng lượng gia đình bị phân tán, khó đạt được sự thống nhất trong các quyết định quan trọng, đặc biệt là về tài chính và sự nghiệp. 3. Cặp tuổi Dần và tuổi Thân. Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, luôn muốn là người lãnh đạo, trong khi người tuổi Thân thông minh, khôn khéo nhưng cũng khá tự do và ít tuân theo quy tắc. Sự cạnh tranh và thiếu sự đồng thuận này dễ dẫn đến xung đột. Phong thủy, sự căng thẳng và mâu thuẫn thường xuyên sẽ làm giảm năng lượng tích cực trong gia đình, ảnh hưởng đến khả năng hợp tác và phát triển chung. Cặp tuổi Mão và tuổi Dậu. Người tuổi Mão nhẹ nhàng, khéo léo trong giao tiếp, nhưng thường nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Ngược lại, người tuổi Dậu lại thẳng thắn, đôi khi quá cứng nhắc và bảo thủ. Sự khác biệt này dễ dẫn đến hiểu lầm và mâu thuẫn. Phong thủy, sự không hòa hợp này sẽ gây ra năng lượng tiêu cực, làm suy yếu tài lộc và may mắn trong cuộc sống gia đình. 5. Cặp tuổi Thìn và tuổi Tuất. Người tuổi Thìn mạnh mẽ, tự tin và luôn muốn tiến về phía trước, trong khi người tuổi Tuất trung thành, bảo thủ và thường lo lắng. Sự khác biệt này dễ dẫn đến xung đột về mục tiêu và cách tiếp cận cuộc sống. Phong thủy, sự xung khắc này sẽ làm giảm khả năng hợp tác và phát triển của cả hai, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì tài chính và hạnh phúc. 6. Cặp tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Người tuổi Tỵ thông minh, sâu sắc nhưng cũng khá kín đáo và ít biểu lộ cảm xúc. Trong khi đó, người tuổi Hợi lại dễ gần, thoải mái và thường không để tâm đến tiểu tiết. Sự khác biệt này dễ dẫn đến cảm giác bất an và thiếu sự đồng cảm. Phong thủy, sự thiếu hiểu biết và chia sẻ cảm xúc sẽ làm giảm sự hòa hợp và gắn kết trong gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến tài lộc và may mắn. Trên đây là 6 cặp con giáp lấy nhau xung khắc phong thủy, khiến gia chủ nghèo mãi không phất lên được. Hy vọng qua video này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự tương khắc giữa các con giáp và tìm cách hóa giải để có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Người xưa dặn, chặt năm cây, tài lộc tiêu tán, may mắn tránh xa, gia đình khó vượng. Theo người xưa, có một số cây lâu năm không thể chặt, nếu chặt, có thể bạn sẽ rước phải những điều xui xẻo khiến tài lộc tiêu tán, may mắn tránh xa. Cây xanh gắn liền với cuộc sống của chúng ta, là một phần không thể tách rời của sự sống. Chúng cung cấp cho chúng ta oxy, cho bóng mát, hoa thơm, quả ngọt, là những vị thuốc quý cứu người. Cây xanh còn mang nhiều giá trị tinh thần, tâm linh trong đời sống của con người, từ ngàn xưa đến nay. Vì vậy, việc trồng cây hay chặt bỏ cây có nhiều ý nghĩa. Bằng kinh nghiệm sống qua nhiều đời truyền lại, người xưa dặn, năm cây không thể chặt, nếu không tài lộc tiêu tán, gia đình không thể thịnh vượng. Điều này có nghĩa gì? Theo đó, người xưa cho rằng có năm cây trồng lâu năm không nên chặt bỏ nếu không phước lành sẽ bị tiêu tán và tài lộc của gia đình không còn sung túc. Nhiều người sẽ tò mò không biết đó là những cây gì. Dù giải thích dưới đây có người tin, có người không nhưng trước khi chặt bỏ những cây xanh, nhất là những cây trồng lâu năm, bạn vẫn nên thận trọng. Một, người xưa nói, chặt long não, vứt bỏ của cải. Ngày xưa nhiều nhà trồng cây long não, tên khoa học là Cinnamon camphora, ngoài vườn.
Những cây này lớn lên theo năm tháng và trong suy nghĩ của nhiều người, cây to có thể đốn bỏ làm nhà hoặc bán, nhưng người xưa cho rằng không nên chặt bỏ cây long não lâu năm. Cây long não cổ thụ được nhiều địa phương trân trọng, coi chúng là bảo vật, là di sản. Tại Việt Nam, hai cây long não lớn được ghi nhận là được viên công sứ Pháp trồng cách đây hơn 100 năm tại biệt điện Bảo Đại, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, có đường kính gốc 4m, cao 30m. Năm 2014, đôi cây long não này đã được vinh danh là cây di sản Việt Nam do Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây di sản Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng tổ chức lễ công nhận. Tuy nhiên, một cây đã bị chết nên giờ chỉ còn một cây. Cây long não là loài cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, là cây sống cổ thụ có tuổi đời dài, càng cổ thụ cây càng đẹp. Thân chính của nó có thể to đạt đường kính 50cm, cao đến 10m, bộ rễ khỏe, tán xuề rộng. Hơn nữa, hương hoa của chúng mang mùi thơm dễ chịu, có tính chất an thần. Do đó, đây là cây cảnh bóng mát được nhiều người ưa thích trồng ở sân, đồng thời cũng được trồng phổ biến ở các công trình công cộng. Ngoài ra cây cũng mang lại nhiều giá trị, cây long não có các bộ phận có thể ứng dụng vào làm các bài thuốc trong y học cổ truyền, bài thuốc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Các bộ phận như lá, vỏ cây, hoa, thân, quả đều có ứng dụng khác nhau. Thân cây là loại gỗ tốt không bị sâu mọt, có thể làm đồ gỗ mỹ nghệ. Lá, hoa, quả có mùi thơm có thể dùng để sản xuất tinh dầu và có chứa các chất hóa học có ứng dụng trong ngành y hiện nay. Cây long não mang ý nghĩa của sức sống bền bỉ, dẻo dai, có thể đứng vững được những giông bão của cuộc đời. Hãy sống như loài cây long não, dễ thích nghi và mang lại nhiều giá trị cho đời. Cây cũng có ý nghĩa về mặt phong thủy, đem lại nhiều tài lộc và thịnh vượng. Theo người xưa, cây long não mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, trường thọ, cầu may. Trong dân gian thường coi cây long não là loại cây phong thủy mang ý nghĩa đẹp đẽ, mang ý nghĩa cầu may, may mắn, ngụ ý cho phước lành và trường thọ. Hơn nữa, giá trị làm cảnh, bóng mát hay kinh tế của cây này đều khiến mọi người trân trọng. Do đó, người xưa khuyên không nên chặt bỏ cây long não vì càng trồng chúng càng có giá về tinh thần lẫn kinh tế. 2. Người xưa nói, chặt bồ kết già tài vận hao tổn. Ngày xưa, khi người ta còn dùng bồ kết, tên khoa học là Fructus gladius chicha, làm xà phòng tắm giặt, gội đầu thì gần như gia đình nào cũng trồng bồ kết ở góc vườn xa nhà. Cây bồ kết có gai nhọn, theo người xưa không nên trồng trước cửa nhà dễ làm tổn thương người trong nhà, nhưng trồng ở góc vườn lại có ý nghĩa ngăn trừ ma quỷ, xui xẻo vào nhà. Mùi hương của quả bồ kết khi đốt lên cũng có ý nghĩa xua đuổi tà ma, âm khí, tẩy uế rất tốt. Nhiều gia đình thích xông khói bồ kết để xua đuổi xui xẻo và chào đón những điều tốt lành, may mắn. Trong dân gian, cây bồ kết cũng có ý nghĩa về văn hóa, là cây cảnh thực sự có nhiều lợi ích sử dụng và tinh thần. Cây càng già càng có giá trị. Do đó, người xưa khuyên không nên chặt bỏ cây bồ kết già. Nếu chặt bỏ thì con cháu có thể mất đi sự liên hệ với quá khứ, tài vận trong nhà cũng bị hao tổn. 3. Người xưa nói, chặt du già chặn đường tài lộc. Cây du, tên khoa học là Ulmace, cũng là cây bóng mát khá phổ biến. Cây du có hình dáng cao lớn, thường được trồng trước và sau nhà để lấy bóng mát hoặc ở các nơi công cộng. Cây du còn có công dụng giúp đỡ chữa bệnh rối loạn tiêu hóa, vỏ cây còn làm thuốc lợi tiểu và làm sạch vết thương trên da. Tuy nhiên, ý nghĩa của cây du vẫn còn gây tranh cãi. Có người xưa cho rằng, cây du cũng có ma vì vào thời xưa nhiều gia đình quen chôn người thân đã khuất của mình dưới gốc cây du. Tuy nhiên, người xưa cũng có câu, sau nhà có cây du, trăm quỷ không dám tới, cho nên từ lâu nó đã được mệnh danh là cây trừ tà, xua đuổi tà ma. Trồng cây này trong nhà sẽ giúp xua đuổi tà khí, những điều không xui xẻo đến quấy nhiễu, đồng thời thu hút năng lượng dương, giúp gia đạo bình an, các thành viên hòa thuận, đoàn kết. Cây du không chỉ là cây bóng mát mà còn được nhiều người trồng thành cây bonsai để dưỡng trong nhà. Ý nghĩa của cây du bonsai thể hiện sự mạnh mẽ vượt qua khó khăn, gồng mình trước những biến cố và sóng gió. Bên cạnh đó, chữ du và chữ dư trong tiếng Hán có phát âm giống nhau nên cây du cũng được coi là cây may mắn, cây dư tiền, cây du có tuổi thọ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, có thể làm báu vật, truyền đời qua nhiều thế hệ, nên được các gia đình trân trọng coi như vật gia truyền. Cây du có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho người già. Với những ý nghĩa này,
người xưa khuyên không nên chặt bỏ cây du già vì có thể khiến gia đình mất đi may mắn, tài lộc thất thoát. 4. Người xưa dặn, liễu già không thể chặt. Cây liễu cũng là loại cây đặc biệt, có dáng vẻ yểu điệu, thê lương mà người xưa thường có sự liên tưởng tới chia ly, buồn thương. Theo người xưa, liễu ủ rũ, mang dáng vẻ đau buồn, tan tóc, là loài cây xui xẻo. Nhà trồng liễu thì gia chủ gặp nhiều điều không may, hao tốn tiền của, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể. Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, cây liễu thuộc về phần âm, vì thế là loại cây dẫn dụ âm khí đến ngôi nhà. Do đó, cây liễu thường được trồng ở các nơi công cộng, ven bờ sông, bờ hồ để tỏa dáng thước tha xuống mặt nước. Cây liễu cũng là cây bóng mát được ưa thích vì tươi tốt, dễ sống và ít sâu bệnh. Cây liễu không chỉ làm cảnh, cho bóng mát mà còn có tác dụng cứu người. Ngày xưa thiếu thốn, người ta uống cành liễu để thanh nhiệt, trừ hỏa và tránh tà ma. Có nhiều huyền thoại, truyền thuyết về cành liễu, trong đó ấn tượng nhất có lẽ là cành liễu đựng trong chiếc bình ngọc trên tay Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát dùng cành liễu để ban nước cam lồ, lòng từ bi tới cho chúng sinh. Do đó, liễu có ý nghĩa trong tín ngưỡng của người xưa, không dễ dàng chặt hạ. Do đó, người xưa khuyên mọi người không nên chặt hạ những cây liễu già. 5. Người xưa nói, chặt cây ăn quả lâu năm, cắt đứt phúc lộc. Người xưa rất chú trọng trồng những cây ăn quả trước nhà. Những cây này cho trái ngọt, bóng mát, phải mang ý nghĩa tài lộc tốt đẹp, cầu mong gia đình thịnh vượng, con cháu mãn đường, thuận buồm xuôi gió, tài lộc dư dả. Có thể kể đến các cây như cây hồng, cây lựu, cây táo tàu, cây cam, cây mộc hương. Những cây này cho trái ngọt, hoa thơm, có tuổi thọ rất cao. Cây ăn quả tượng trưng cho cây tài lộc và có ý nghĩa rất tốt, dù là đào hay táo cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho gia đình. Đó giống như những quà tặng, tài lộc ngọt ngào mà các thế hệ trước để lại cho con cháu. Do đó, nếu chặt bỏ chúng chẳng khác nào chúng ta chặt bỏ phúc lộc mà ông bà, cha mẹ để lại cho chúng ta, không có lợi cho sự hòa thuận của gia đình, của cải đương nhiên cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Việc chặt bỏ này sẽ khiến gia đình không chỉ không may mắn mà còn có thể rước phiền phức, mất mát. Như vậy, việc chặt những cây lâu năm sẽ khiến chúng ta mất mát cả về giá trị sử dụng, kinh tế hay ý nghĩa tinh thần, tâm linh. Do đó, người xưa khuyên chúng ta không nên chặt bỏ một số cây lâu năm. Đến một lúc nào đó, chúng thậm chí có thể mang lại cho chúng ta một khoản tiền khổng lồ. Chẳng phải đã có rất nhiều cây cổ thụ được trả giá cả chục tỷ, trăm tỷ hay sao? Giữ cây lâu năm trong nhà, biết đâu một ngày chúng ta thu được tài lộc lớn. Ngoài ra, chúng ta cần phải trân trọng những giá trị văn hóa, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những cái cây lâu năm mang ý nghĩa văn hóa, tinh thần lớn trong đời sống của chúng ta. Do đó, dù lời khuyên của người xưa có chính xác hay không thì chúng ta vẫn nên thận trọng khi chặt bất cứ cây xanh nào. Người xưa dặn kỹ, giường dựa hai vách gia đình không ốm đau cũng hoạn nạn, hai vách đó là gì? Giường ngủ không nên đặt sát vách của hai bức tường sau đây để tránh phạm phong thủy. Giường ngủ là một món đồ nội thất thiết yếu trong mỗi gia đình. Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã có nhiều điều kiêng kỵ về vị trí đặt giường ngủ. Ví dụ, đầu giường không nên quay về hướng Tây, và giường ngủ không nên đặt sát vách của hai bức tường sau đây để tránh phạm phong thủy và gây ra những vấn đề về sức khỏe. 1. Tránh đặt giường sát tường có cửa sổ. Giường ngủ là nơi nghỉ ngơi, cần được giữ sạch sẽ và thoáng mát. Người xưa tin rằng nếu đặt giường sát tường có cửa sổ, bụi bẩn và mầm bệnh dễ xâm nhập khi cửa sổ mở, có thể gây tổn thương cho phổi và sức khỏe của bạn. Thời xưa, cửa sổ thường làm bằng gỗ và không kín, dẫn đến khí lạnh dễ xâm nhập gây bệnh tật. Ngày nay, với công nghệ hiện đại, cửa sổ được thiết kế kín đáo hơn, hạn chế việc khí lạnh hay nóng xâm nhập. Hệ thống điều hòa không khí và máy sưởi cũng giúp giảm thiểu nguy cơ ốm đau từ lý do này. Tuy nhiên, vẫn nên tránh đặt giường sát cửa sổ để tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái và an toàn. 2. Tránh đặt giường sát vách phòng tắm. Phòng tắm thường được coi là khu vực không sạch sẽ, chứa nhiều khí ô uế. Thời xưa, điều kiện sống kém và không có thiết bị khử mùi, nên việc kê giường sát tường phòng tắm sẽ gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Mùi hôi và khí độc có thể xâm nhập vào không gian nghỉ ngơi, gây hại cho sức khỏe. Trong những ngôi nhà hiện đại, chất lượng xây dựng tốt hơn, giúp giảm tiếng ồn và mùi hôi từ phòng tắm. Tuy nhiên, để cẩn thận,
nhiều người vẫn tránh đặt giường sát tường phòng tắm nhằm đảm bảo không gian nghỉ ngơi sạch sẽ và thoải mái. Một số lưu ý khác khi đặt giường ngủ. Không đặt gương soi đối diện giường ngủ, gương có thể gây giật mình khi bạn bất ngờ tỉnh dậy vào ban đêm và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Hơn nữa, gương có thể phản chiếu năng lượng cơ thể, gây ra sự bất an. Tốt nhất là che gương hoặc quay nó vào tường vào ban đêm. Hướng giường ngủ tốt nhất là hướng Bắc Nam, hướng từ trường của trái đất là từ Nam lên Bắc. Vì vậy, đặt giường ngủ theo hướng Bắc Nam sẽ hợp với từ trường và có lợi cho sức khỏe hơn. Tránh treo đèn chùm lên giường ngủ, đèn chùm có thể gây cảm giác áp lực và không an toàn khi nằm ngủ. Nếu muốn có đèn phía trên giường, hãy chọn loại đèn gắn thẳng vào tường hoặc kê giường dịch ra khỏi vị trí đèn treo. Đặt giường ở vị trí có khoảng trống, giường cần đặt tại vị trí có khoảng trống để dễ dàng bước xuống khi tỉnh giấc, giúp khí lưu thông tốt hơn và tạo cảm giác dễ chịu khi ngủ. Không kê đầu giường sát nhà vệ sinh luôn ẩm ướt và không sạch sẽ, vì vậy không nên kê giường sát nhà vệ sinh, đặc biệt là đầu giường. Nếu không thể tránh, hãy xoay đầu giường ra hướng khác. Tránh đặt giường ở vị trí góc nhọn, giường đặt ở vị trí có góc nhọn sẽ tạo ra sát khí, gây cảm giác nặng nề và khó ngủ. Nếu không thể tránh, hãy xây thêm để góc nhọn thành góc tù hoặc tìm cách bịt lại. Kết luận: dù những ngôi nhà hiện đại đã được xây dựng kiên cố và thoải mái hơn, việc tuân theo các nguyên tắc phong thủy và lưu ý về sức khỏe vẫn rất quan trọng. Bằng cách xây dựng lối sống lành mạnh và sắp xếp không gian hợp lý, bạn sẽ tạo được môi trường nghỉ ngơi tốt nhất cho gia đình.